kinh lăng nghiêm hòa thượng tuyên hóa giảng giải ma chướng trên đường tu tập thức ấm a trạng thái tâm lý trước khi vào thức ấm kinh văn a nan bỉ thiện nam tử tu tam ma đề hành ấm tận giả chư thế gian tánh u thanh nhiễu động đồng phận danh cơ thúc nhiên huy liệt trầm tế cương nữu bổ đặc già la thù nghiệp thâm mạch cảm ứng huyền tuyệt Việt dịch A nan thiện nam tử kia tu pháp tam ma đà khi hành ấm hết rồi cái then chốt nhiễu động u uẩn nơi phát sinh chung các loài trong thế gian bỗng nhiên được xóa sạch giềng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nghiệp thọ báo của bổ đặc già la nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt giảng a nan thiện nam tử kia tu pháp tam ma đè khi hành ấm hết rồi khi hành giả người đang tu tập trong phạm vi hành ấm tu pháp tam ma đè đến mức tiêu dung được hành ấm cái then chốt nhiễu động u uẩn nơi phát sinh chung các loài trong thế gian bỗng nhiên được xóa sạch then chốt nhiễu động vi tế nơi chốn thâm u của nội tâm là nơi phát sinh chung của các loài trên thế gian bỗng nhiên được xóa sạch sự nhiễu động vi tế không thể nhận thấy này biểu thị đặc điểm của tất cả 12 loại chúng sinh trong thế gian và đó cũng là nguồn gốc sinh khởi chung của các loài ấy bỗng dưng được tiêu hủy sạch ở Trung Hoa, chữ cương nữ, giềng mối có nghĩa là sợi dây thừng lớn răng quanh mạng lưới gọi là cương giềng, còn trên cổ áo có các nút để buộc áo lại gọi là nữ mối. Cũng giống như trục chính của chiếc xe gọi là khu nữ vậy. Bổ đặc già la tiếng Phạn là Putgala dịch là thường chấp giữ duy trì sự tái sinh đó là cái sinh rồi lại sinh tương tục mãi mãi nó cũng được gọi là trung hữu thân hay hữu tình mọi chúng sinh trong loài hữu tình đều phải trải qua giai đoạn trung hữu thân này khi ta chết chúng ta sẽ qua một giai đoạn gọi là trung ấm thân Riêng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nghiệp thọ báo của bổ đặc già la, nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. Riêng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nên nghiệp báo của bổ đặc già la, là thân trung hữu nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt trong sự tương quan thủ báo lẫn nhau. Sự giao lưu của nghiệp quả diễn biến rất sâu màu, nhân quả nối tiếp nhau không bao giờ dứt vì hành ấm đã tiêu dung dòng sinh tử cũng đã chấm dứt nhân quả cũng đã dừng hẳn đây là mô tả trạng thái tiêu dung của hành ấm và sự khởi đầu của thức ấm